Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh của Mr. Vũ nha. Mình là Vinh, thành viên của công ty Mr. Vũ Quạt Cho Người Giàu. Và cái nội dung chính của video ngày hôm nay là mình sẽ khui thùng cái mẫu quạt Eagle nha mọi người. Và ở cái video đập hộp mẫu quạt Eagle lần trước ấy, cái link mình ở trên đây nha mọi người, là trong cái video đó là mình sẽ đập hộp cái mẫu quạt Eagle màu nâu. Và trong cái video này là mình sẽ đập hộp và giới thiệu với các bạn về một cái màu sắc mới nữa của quạt Eagle, đó chính là màu GWO, đó chính là màu xám khói nha. Thì đây là một sắc màu vô cùng đặc trưng và chỉ có duy nhất ở tại Mr. Vũ. Và ở trên thế giới thì gam màu này cũng là màu tiêu biểu của các kiến trúc hiện đại. Nói tóm lại thì là Mr. Vũ luôn đưa về Việt Nam những xu hướng kiến trúc mới nhất, đẹp nhất và luôn dẫn đầu xu thế định hướng thẩm mỹ về gió. Và cái mẫu quạt Eagle này được rất là nhiều những chủ đầu tư của những dự án lớn lựa chọn và tin tưởng dùng cho những dự án của mình. Những dự án tiêu biểu mà mình có thể kể đến như là những dự án Nova Hill Mũi Né Resort Villa và dự án Resort Armenia Nha Trang và dự án Melia Hồ Tràm Resort và Hotel. Và gần đây nhất các bạn xem trên kênh của chúng mình đó chính là những cái mẫu quạt Eagle được tung bay trong cái căn hộ cao cấp Sky 89 ở tại quận 7. Thì cái video của cái dự án Sky 89 đó mình sẽ để trên đây luôn nha mọi người. Bởi vì sao mà những cái dự án mình vừa kể lại tin dùng và tin tưởng cái mẫu quạt Eagle này? Bởi vì ở sản phẩm Eagle rất là phù hợp để lắp trong nhà lẫn bên ngoài, do thiết kế thuần nét mộc tự nhiên và mộc mạc. Mẫu quạt Eagle có thể tự tin mang cả một bầu trời không khí trong lành tới cho ngôi nhà của bạn. Nói tóm gọn là ở đây là mẫu quạt Eagle là một sự sáng tạo vừa hiện đại và đẳng cấp của Mr. Vũ chúng mình. Và về phần màu sắc và những chỉ số của quạt Eagle thì Mr. Vũ chúng mình có rất là nhiều những lựa chọn để các bạn lựa chọn cho cái ngôi nhà cũng như là những dự án của các bạn. Có thể kể đến về phần màu cánh là sẽ có những màu như là màu xám, nâu, trắng và cuối cùng là đen cho phần màu cánh nha. Và về phần thân của quạt Eagle là chúng mình cũng sẽ có màu nickel, màu đen và cuối cùng là màu vàng. Về chỉ số sải cánh của quạt thì rất là nhiều luôn nha. Những sải cánh tiêu biểu và được dùng nhiều nhất ở Mr. Vũ đó chính là 60 và 70. Và bên mình cũng có những cái mẫu sải cánh 88 và 99 cho mẫu quạt Eagle này luôn. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về những con số cũng như là màu sắc của cánh quạt Eagle này. Quay lại cái chủ đề chính của video ngày hôm nay là mình chỉ tập trung đập hộp cho các bạn xem cái mẫu quạt Eagle màu sắc là GWO, màu xám khói ấy, cho các bạn xem thôi. Và với những bạn nào quan tâm tới những cái màu sắc cũng như là các cái chỉ số sải cánh của quạt Eagle thì mình cũng sẽ để một cái đường link ở bên dưới phần mô tả nha, để các bạn tiện theo dõi cũng như là tham khảo về sản phẩm nhé. Ok, đập hộp thôi nào. Vẫn như mọi khi, thùng quạt của Mr. Vũ với thiết kế vô cùng đơn giản và vẫn bộc lộ được cái thương hiệu của chúng mình, được in logo trên thùng Mr. Vũ, website. Và ở bên đây sẽ là cái tên của sản phẩm nha mọi người, quạt Eagle, cũng như là cái hình dáng của quạt khi mà lắp quạt xong và được sản xuất nguyên chiếc tại Đài Loan nha mọi người. Nhưng mà về cái phần thiết kế ấy là do Mr. Vũ chúng mình tự đưa ra ý tưởng luôn. Ok, bây giờ là mình sẽ khui thùng ra nha. Đầu tiên sẽ là một cuốn sách hướng dẫn các bạn cách lắp đặt cái mẫu quạt Eagle này một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất cũng như là gọn gàng luôn. Thì cũng như thường lệ, ở cái phần sách hướng dẫn này vẫn sẽ có hai phiên bản ngôn ngữ. Ở mặt đằng trước sẽ là tiếng Anh và ở mặt chính giữa trở đi sẽ là tiếng Việt nhé. Và ở bên trong sẽ có rất là nhiều những chi tiết hướng dẫn các bạn tức từng tật cách lắp mẫu quạt Eagle này. Ở đây là thống kê của từng bộ phận cũng như là cách lắp quạt và nối dây điện luôn nha. Như vậy là xong sách hướng dẫn nha. Tiếp theo là cái phần cánh của quạt Eagle và mình sẽ khui cho các bạn xem cái màu sắc của quạt luôn. Đây là cái màu sắc mà được rất là nhiều những chủ đầu tư sử dụng trong những cái dự án của mình. Hiện tại là mình đang quay cận cảnh trên màn hình cho các bạn xem. Cái gỗ rất là dày nha và được thiết kế bo cong về phần đuôi giúp lấy được gió nhiều và gió mát cho quạt. Bây giờ là mình sẽ nói về phần chất liệu của cánh quạt của quạt Eagle nha. Là quạt Eagle được sở hữu là 3 cánh quạt được làm bằng gỗ tự nhiên nguyên khói ba sa cao cấp. Đây là một cái loại gỗ quý và có trọng lượng rất là nhẹ, kèm theo đó là cách nhiệt rất là tốt nha. Và tất cả những cái cánh quạt của Mr. Vũ khi mà sản xuất ra thì chúng mình luôn làm cho cái độ dày của quạt rất là dày để tránh cái tình trạng là quạt của các bạn sẽ bị cong vênh đi khi mà sử dụng thời gian lâu dài. Hiện tại là các bạn đang thấy từng cái thớ gỗ trên cái cánh quạt này nhé, rất là đẹp. Như vậy là xong cái phần cánh quạt của quạt Eagle nha.
Ok, bây giờ là mình sẽ đi từng bộ phận của quạt nha mọi người. Đầu tiên đây sẽ là cái vòng ốp của quạt nhé, để mà cho cái phần ốp trên của quạt thêm phần thẩm mỹ. À, và mình quên nói một điều nữa là tất cả những cái bộ phận kim loại của quạt Eagle đều được làm từ chất liệu là thép cao cấp không rỉ nha mọi người. Tiếp theo, hồi nãy là mình đã nói cái vòng ốp phải không nào, thì tiếp theo nói tới cái ốp trên. Đây là cái ốp trên của quạt nha. Thì cái màu thân mà mình đang khui là màu thân đen nha, có logo của chúng mình luôn nhé Mr. Vũ. Và nước sơn rất là đẹp cũng như rất là chắc chắn luôn. Đây là phần kim loại thép mà. Ốp trên thì phải nói đến ốp dưới phải không nào, thì đây là cái ốp dưới của quạt nha. Tiếp theo nữa, đây là cái củ ti và đây là thanh ti. Thì đây là cái chuẩn của nhà máy nha. Và khi mà các bạn lắp cái mẫu quạt Eagle này xong thì cái chiều cao từ trần cho tới đáy của quạt sẽ là 30cm nhé. Và với những anh chị nào sở hữu những cái trần nhà cao hoặc thấp ấy, thì đội ngũ kỹ thuật của Mr. Vũ sẽ đến và xem xét và sẽ điều chỉnh lại cái độ dài ti để mà cho cái quạt nó phù hợp với không gian của anh chị, để mang lại cái lượng gió tốt nhất và mát mẻ nhất cho không gian của anh chị luôn. Quay lại cái phần củ ti, thì trên cái củ ti sẽ có một cái đường rãnh ở đây nha. Thì cái đường rãnh này là để gắn vào một cái lẫy ở trên miếng bích. Thì đây là cái miếng bích để mà các bạn gắn quạt lên trần nhà nha. Các bạn sẽ liên kết hai cái này lại với nhau, và quạt của các bạn khi mà quay nó sẽ đứng im luôn, nó sẽ không nhúc nhích đi đâu cả, rất là cứng. Tiếp theo là cái bộ tín hiệu của quạt Eagle. Một mẫu quạt rất là lớn nhưng mà bộ tín hiệu của quạt rất là nhỏ nha, rất là dễ thương luôn, nằm trọn trong lòng bàn tay mình. Tiếp theo, đây sẽ là cái vòng để mà cố định những cánh quạt lại với nhau, rất là đẹp, bóng lưỡng luôn. Mình đang cầm trên tay là cái ốp nhỏ dưới cánh nha. Tiếp theo là một cái bịch không thể thiếu trong mỗi thùng quạt của Mr. Vũ, đó chính là một bịch ốc vít để mà các bạn liên kết những cái phụ kiện của quạt lại với nhau. Và đây là cái bộ điều khiển của quạt Eagle nha, cầm rất là gọn nhẹ trong bàn tay của các bạn. Thì cái mẫu quạt Eagle này là sở hữu là 6 tốc độ gió nha mọi người, và cũng sẽ có nút là đổi chiều quạt luôn. Thì mỗi mẫu quạt của Mr. Vũ sẽ có 2 chiều xoay, một là làm mát vào mùa hè và hai là bớt lạnh vào mùa đông nha. Thì cái nút là để các bạn thay đổi cái chiều xoay của quạt. Ok, như vậy là xong cái phần điều khiển của quạt Eagle nhé. Cuối cùng, động cơ của quạt Eagle rất là nhỏ gọn luôn, nhưng mà xoay rất là nhiều và lưu lượng gió của quạt rất là cao. Bây giờ là mình sẽ nói một chút về cái phần động cơ của quạt Eagle nha mọi người. Động cơ của quạt Eagle là động cơ DC. Thì cái động cơ DC này là sẽ giúp các bạn là tiết kiệm điện năng lên đến 70%. Và cái phần động cơ này là chúng mình cũng đã trang bị aluminium để mà giải tỏa nhiệt cho quạt. Và cái phần công suất của động cơ sẽ là 30W nhé. Ok, như vậy là xong cái phần động cơ. Vậy là trong thùng quạt Eagle đã hết rồi. Như vậy là các bạn đã được xem bên trong thùng của mẫu quạt Eagle có bao nhiêu phụ kiện nha. Và Vinh cũng có một câu hỏi muốn hỏi các bạn, đó chính là các bạn nghĩ sao về cái mẫu quạt Eagle này. Hãy cho Vinh lắng nghe ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận với video nha. Và ở đầu video là Vinh cũng đã nêu ra những cái màu sắc cũng như là những cái màu thân của quạt Eagle. Thì trong tương lai là Vinh cũng sẽ đập hợp nhiều hơn những mẫu quạt của Mr. Vũ để mà giới thiệu với các bạn những cái sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất cho ngôi nhà của mình nha. Bởi vì thế các bạn hãy ấn đăng ký kênh cũng như là ấn nút cái chuông nha mọi người, để khi mà những cái video mới nhất được ra mắt các bạn sẽ không bị bỏ lỡ nha. Và với những bạn nào muốn xem review về quạt Eagle thì mình cũng sẽ để một cái đường link video đang hiện trên đây luôn nha. Trong cái video đó là các bạn sẽ nắm được tất tần tật những cái chỉ số của quạt Eagle luôn, và các bạn sẽ được gặp gỡ chị Thư nhé. Chắc hẳn là các bạn đã gặp chị Thư trong cái video là giải pháp làm mát mùa dịch Covid phải không nào. Cái đường link của cái video đó mình sẽ để trên đây luôn nha. À, và còn một điều nữa, nếu như mà các bạn xem cái video thấy hay, hãy cho Vinh một like nha mọi người. Như vậy là cái video này là kết thúc. Mình là Vinh, thành viên của công ty Mr. Vũ hoặc cho người giàu. Thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye, see you again.